Thông tin từ Bộ Xây dựng cho biết trong quý 1 của năm 2022, thị trường bán lẻ Hà Nội tiếp tục đà tăng trưởng của quý trước, dần vượt qua ảnh hưởng nặng nề của làn sóng dịch bệnh COVID-19 lần thứ tư. Các hoạt động kinh doanh hầu hết đã quay trở lại bình thường và dự kiến sẽ mang đến nhiều diễn biến tích cực cho thị trường bất động sản bán lẻ từ quý 2 của năm 2022. Sự phục hồi này cũng là động lực thúc đẩy các nhà đầu tư phân khúc này nhanh chóng nắm bắt thị trường khi mức giá cho thuê mới bắt đầu tăng nhẹ, lựa chọn mặt bằng tốt cho chiến lược dài lâu tại thị trường Việt Nam. Tại quận Hoàn Kiếm, các địa điểm khác như Ba Đình, Mạn Cầu Giấy, nhu cầu tìm thuê mặt bằng để kinh doanh là rất lớn. Trên các trang mạng, mức giá cho thuê mặt bằng đang được đánh giá là khá dễ chịu để đầu tư. Tại các trung tâm thương mại, tận dụng nguồn khách hàng có sẵn, nhiều nhãn hàng bắt đầu lên kế hoạch mở rộng thị trường, tăng quy mô. Mặt bằng này khoảng tầm hơn 10m² và giá mình thuê là khoảng 10 triệu cả tiền điện và tiền nước, không chênh nhau là mấy vì cũng mới được mở cửa lại trở lại thôi. Thế nhưng mà lượng khách thì mình thấy ổn hơn so với thời gian dịch năm ngoái vì có được nhiều khách du lịch và khách vãng lai từ các vùng miền khác đến. Đây là một cơ hội rất tốt để chúng tôi phát triển và quảng bá sản phẩm của mình. Chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng hình ảnh của mình để tiếp cận được nhiều khách hàng hơn cũng như tăng thêm quy mô cửa hàng trong tương lai. Theo khảo sát, hiện các phân khúc cao cấp của bất động sản bán lẻ vẫn ghi nhận tình hình hoạt động khả quan, đặc biệt xung quanh khu vực lõi trung tâm Hà Nội. Những giao dịch cho thuê mặt bằng nhỏ cho thấy các thương hiệu cao cấp vẫn mong muốn mở rộng quy mô kinh doanh. Điều này cũng phản ánh niềm tin của các nhãn hiệu cao cấp đối với khả năng phát triển của thị trường Việt Nam. Tuy nhiên khi mà mặt bằng mà lên các tầng cao hơn hoặc là ở trong những vị trí mà kém cạnh tranh hơn thì vẫn gặp phải những cái tình trạng là có mặt bằng trống nhưng không thể cho thuê được. Do những cái vị trí đấy, cái khả năng tiếp cận đối với các khách hàng phần đông đang chưa thể đáp ứng được với yêu cầu của các nhãn hàng. Thì đấy là lý do tại sao mà phần trung tâm thương mại mặt bằng chung về giá vẫn đang gia tăng. Thế nhưng mà về cái tỷ lệ lấp đầy trung bình, bình quân và số lượng giao dịch trên thị trường thì vẫn chưa có thể đáp ứng được với cả cái nhu cầu mở rộng của các nhãn hàng. Theo các chuyên gia, mức tăng trưởng của bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cũng như kế hoạch ra mắt cửa hàng mới của các tập đoàn lớn vào năm 2022 cùng với sự gia nhập thị trường của các nhãn hiệu cao cấp kỳ vọng có thể mang lại ảnh hưởng tích cực cho thị trường cho thuê mặt bằng vào các tháng tiếp theo.